Phải Phúc xin giới thiệu với các bạn, đây là cái dòng kem chống nắng cao cấp của Nga, cái dòng Cora Cosmetics ạ. Cái dòng kem chống nắng này thì nó có rất nhiều các ưu điểm, cụ thể là nó vừa chống được cái tia UVA và UVB, và cái dòng kem chống nắng này thì là nó hoàn hảo cho những cái da yếu nhạy cảm nhé. Cái sản phẩm này nó được dùng trong các cái thẩm mỹ viện và spa, đặc biệt là sau những cái liệu trình mà xâm lấn da này, hoặc là peeling da này, hoặc là tẩy lột da này, khi mà da đang yếu nhất ấy, thì nó vừa là có khả năng là chống lão hóa này, làm dịu da này, thành phần của là pantenol hay còn gọi là vitamin B5 ấy. Đấy, nó sẽ giúp làm dịu da và chữa lành các cái vết thương đấy, và là tăng tốc cái thể tái tạo cho da, và đồng thời là nó kiềm dầu, nó không nhờn và bôi lên rất là mịn và mềm mại da, cực kỳ là cảm giác được là rất sự dễ chịu, thông thoáng, không bị bích tắc lỗ chân lông đấy. Và đây là có cái dòng SPF 50 hoặc là 40 ạ, thì các bạn có thể tham khảo kỹ hơn trên cái trang mỹ phẩm nga.vn để nghiên cứu về cái dòng kem chống nắng cực tốt này của Cora. Đấy, các bạn ở spa và thẩm mỹ viện thì có thể liên hệ với Facebook để được ưu đãi về giá sỉ ạ.